chào đại gia đình đang đến với kênh của Lợi nha. Rồi hôm nay là sẽ về nhà vợ Lợi. Xa xa là bà Hương kìa cả nhà. Bà Hương cô kìa. Bà đang chở cô bò. Bà đang cho cô bò chạy xe vô. Hai mẹ con đi đâu đây? Hả? Ôi nay có chiếc xe đạp chạy đã quá ta. Ôi đã quá ta. Trời ơi. Rồi làm gì tóc như là mấy cọng mì quắn vậy ông nội? Hả? Nữa à? Mới gọi đầu. Lâu quá không gặp chào con giả cái coi người ta nhớ nè. Hello con giả nào. Chào các nha. Ôi chào mà không dám nhìn nữa. Mới vô ta còn bỡ ngỡ. Mới vô còn bỡ ngỡ hả? Nè nội nè cả nhà ơi, lâu rồi không gặp nội đúng không? Hello nội. Ồ nay nội đầu tư cộng dây chuyền nữa. Ủa đeo cái này để chống bệnh hay sao nội? Không có đeo vậy chứ đâu có chống bệnh đâu. Ủa vậy hả? Mà muốn đeo đeo. Tưởng đâu bùa của nội chứ. Không có. Vậy giờ mua cộng dây chuyền 2 cây đeo đổi cộng này được không? Ai đổi đâu, đổi giả mà đâu có thiệt đâu đổi. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp nha. Cha Lợi thì đang chặt gà. Hôm nay về cha đãi ăn gì đây cha? Hello cha. Chào cả nhà. Lâu quá trời không gặp rồi cha ơi. Lâu quá rồi. Cha Lợi mần gà tre nè cả nhà. Bữa này rồi. Đâu phải gà tre đâu cha. Con này giống gà gà ác quá. Gà ác. À. Rồi có mấy cha mà mấy gà nhiều quá vậy ta? Hai con gà tre với con gà ác. Cha nấu lẩu hả? Nè nấu lẩu ăn. Wow. Lâu quá. Giờ là ăn lẩu nha cả nhà ơi. Cha Lợi sẽ Hơn nửa tháng rồi. Giờ cha Lợi sẽ chặt hết cái phần gà này. Thịt gà nè. Ngon ghê. Ngon ghê ha. Ngon thiệt là ngon. Gì bò? Rau rác gì đâu. Gì bò? Chào con giả bò. Chào con giả. Giỏi dữ rồi ta. Lâu rồi không gặp con. Hello vợ. Vợ yêu. Ôi nắng quá nhiều dữ vậy. Nè, cái gì hấu bự. Em thấy làm như cọng mà nó không có tốt bằng trên thanh long á, tại vì đất than thì nè. Hai trái luôn nè cả nhà. Ba trái luôn. Đâu ba trái đâu? Đâu ba trái dữ vậy? Kìa. Ồ ba trái luôn cả nhà, đây trái nữa. Ôi, ba trái vô luôn. Nè cả nhà, é lên. Và bây giờ là sẽ đi hái lá é nha cả nhà ơi. Còn bả là lá quế hay lá é? Cái này hả? Dưới bả là lá é luôn á. Khoan để hỏi thử mới biết. É phải không? É để em cho cái chị kia họp hỏi thấy chị hỏi họ đâu có họp ra é cả nhà ơi. É nè, đã quá ôi bây giờ vợ lại sẽ đi cắt lá é nha cả nhà để mình về mình ồ é đúng không? Ừ é đó. Ủa mình cắt sát gốc vậy luôn hả vợ? Chừa lại cho mọc lên chứ hả? Cây con ngon sức anh ăn luôn. Quá trời luôn. Lại thích ăn lá é cực kỳ luôn á cả nhà. Lại ghiền ăn cái lá é này lắm. Lạc là anh phải đòi ăn cho bằng được. Ừ, ra Đà Lạt là lại phải ăn. Nữa. Ăn cây nữa. Thơm quá, lá é thơm quá. Như đây là ăn đã luôn rồi anh ha. Nè vợ cắt trụi luôn đi, còn cái nè. Còn mấy này để lại đi. Còn cái bụi này sao cái ta? Cái này lâu quá thì không ăn á. Kệ đi chứ sao giờ. Này để thọt dài. Cắt bớt đi. Em cắt mấy cành vô mình lặt lá. Hà rồi, cái này lá nhỏ không à. Kệ đi. Cái mì này giờ củ hơi bị nhiều rồi đó em. Củ hơi bị bự luôn rồi đó. Đủ cha đào nè. Tại vì đó một lượt với cây bên đó. Nhớ không? Hổng hai cha con anh đào á. Đúng rồi. Cha kêu đào á. Thôi khi đây được bạn ơi, vô lặt cũng lâu lắm á. Ồ. Cái đu đủ chín. Giờ hái vô luôn đi để nó hái. Cái trà lại đi bụt. Nè, mì em trồng trái lại lên rồi nè. Ừ. Chưa. Chín quá rồi. Hả? Ủa. Đu đủ kỳ quá. Đu đủ gì ngon quá. Đu đủ gì nhìn giống trái khế quá cả nhà.
Trái này chín rồi. Trái này vô coi ăn được không? Rồi, đi vô, vô. Lắm ừ, đi vô đặt lá é. Nhanh chứ lâu gì. Nên vừa khô rụng. Ừ, sợ vừa khô rụng á. Thanh long nè. Long giờ dục cái gốc luôn rồi. Thanh long giờ chín không bán được rồi cả nhà ơi. Quá rẻ, quá rẻ. Lại trong thấy Tết cho cha lại trồng bông. Tết là ngay khu này là cha lại trồng bông rất là nhiều. Thanh long giờ hết rồi, hết trái rồi. Ờ, bác nhỏ xíu rồi luôn nha. Ờ, bác nhỏ xíu luôn á. Cái gì mà phái ngọt cũng sợ luôn ha anh bà la, không bao giờ nó làm. Ủa sao mà mới hái là nó héo liền ta. Nắng quá trời nè. Trời ơi, tự nhiên thấy lá é thèm quá. Này là mới đi vô sang Hà mua cả nhà. Không có cháy ha, có tỏi không ra tỏi nè. Rau nhiều. Hương cô sẽ phụ lặt rau. Thôi là sẽ tắt máy chút xíu lại lặt rau phụ nha. Hương cô thì đang làm nấm. Có 20.000 á chị. Rẻ rẻ. Đúng, rẻ hơn sáng. Còn nấm bầu ngư đó hình như mấy ngàn á. Nữa à. Giống đâu còn cá chốt quá bà Hương. Nè. Nay có đi làm không, có đánh kem không, sao da mặt trắng trẻo vậy? Đâu nó quay sát da mặt coi coi. Nè, cho khán giả coi. Ồ, ồ, mặt bả này cả nhà. Trời ơi, thằng mấy. Không từng vết luôn ha. Ê mà da mặt bả đẹp khán giả ha. Họ kiếm mình không được, kiếm tới chị Hương luôn á. Anh yêu nữa hả? Anh yêu chứ. Ồ, sắp xong rồi nè cả nhà, thấy gà có hai con sợ ăn không đủ nó đi mua thêm bịch mực viên. Mực viên nè cả nhà. Trong trắng nó trắng vậy ha. Đúng rồi. Để ăn thử coi ngon không. Để chắc thuốc tẩy cũng hơi nhiều. Đáng lẽ người ta là không có nấm rơm. Nhưng mà mình thêm nấm rơm với nấm bầu ngư. Rồi để bây giờ anh sẽ nêm nha. Ôi thơm mùi lá é quá. Nè. Đây. Nêm thử nha cả nhà. Ồ. Oh. Trời ơi á đầu nữa. Mò. Chào cả nhà. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau ăn món lẩu gà lá é nha. Thấy cái mâm rau là thấy thèm rồi cả nhà ơi. Mời cả nhà mình nha. Hơn nửa tháng rồi lại mới về đây quay chung với lại cha. Hơn nửa tháng. 20 ngày rồi. Về cái là thấy hao của cha con gà. Xích ra chút xíu cho nó động rãi. Wow. Thấy không về thôi chứ về thấy tốn hết con gà, hai con gà rồi đó. Về là cha tốn gà. Nhưng mà cha nuôi gà cũng cho hai tụi mình không chứ vậy, đúng không cha? Chứ gì đó. Anh thấy xuồng bo kè đó nói đừng có đụng tới dưa hấu nha để cô ba quay á. Vậy hả? Bo nói vậy hả? Vậy đó. Trời đất ơi. Vậy đây cứ mấy anh ghẹo lại hoài nói tôi mới đi té dập bể tới dưa hấu đó. Tại cha cứ nói để dành cho quả quay đó. Mấy anh gặp rồi nó ghẹo à. Vậy đây là mấy anh ghẹo à? Nó bể tới dưa hấu à. Kìa. Okay. Đây còn cái giá nữa mà. Đây để đĩa bún bên đây đi. Em được bác ăn hết. Cha. Anh với cha bên đây, bên đây cha bên kia dĩa đó. Ý là để cho chúng cho trống. Không đâu, đâu có sao đâu. Được được được. Không? Được rồi. Cầm rồi để chép được không? Được được cha. Không được thì để cái đây chút. Nóng quá. Không quá. Để giặt cái dĩa bún rồi chút nó. Chờ lửa luôn cha. Bà này. Cái con gà này nó không mình nó không thịt bằng con gà bự bự á cha. Con gà bự quá hả? Mình nuôi lâu. Gà bự bự mới ngon á. Thịt đen đen á. Gà này nó còn tơ. Mấy con cái muỗng thì chị em không? Cha bỏ bông sủi đũa vô ăn cha. Em thấy bông sủi đũa hả bà? Ăn bông sủi đũa nó ngọt mà đừng có để chín quá nha. Hơi hơi thôi á. Chín á, mới ngon. Đụng vô có người. Bữa nay bà nội bệnh không đụng vô lấy ra thì mới ngon. Bông sủi đũa này bóp gỏi. Bông sủi đũa này bóp gỏi ngon lắm á.
Bối mực hả? Tụt như đâu mất. Còn đúng không? Đúng không? Đó, đó. Con mà. Nghe là biết kiểu Thái rồi đó. Con. Nghe là biết cái kiểu là kiểu con, Thái này đó. Đang muốn là biết à. Mà cả nhà nghe. Ngon quá. Anh đang thèm đúng không? Thèm xỉu luôn á. Nghe nói gà lá é là đi về liền luôn. Ở ngoài Đà Lạt đó là để gà lá é Phú Yên không anh? Ừ. Lại đâu có biết là nhà còn lá é đâu cả nhà. Mà cha cũng đâu biết cái đó cây lá é hả cha, mới đầu quá. Biết cho không biết. Biết hả? À? Lên à, cho biết cho để lợi. Mẹ kêu cha để lợi. Ôi, mốt nó rụm nó lên cho nó cho mà thấy. Còn hang thơm ha. Còn thơm mùi lá é vô cùng. Rạc mùi lá é luôn. Ngon quá. Em tưởng đâu có một chừng một cây lá é, ai ngờ về thấy một thỉnh hết hồn. Thôi, nó lên một chùm với đó. Mẹ sợ cưa cây dừa giảm nát. Đây đó hả? Đúng rồi, mà em cắt mấy bụi nhỏ nhỏ ở đây nè. Lá é này không biết còn làm chế biến được món gì ăn không ta? Chắc mưa mới lên vậy phải không cha? Ừ, nó hổng trời mưa nó mới lên á. Trời hôm đó chắc chắc nước cho tưới nó còn không lên. Rồi thanh long giờ rẻ quá trời ha, người ta bỏ luôn hả cha ha? Ừ. Cái vườn kế nhà con á, qua hái cho mấy trái mà không có vút que tồ nó ngọt. Một hai bữa nay ấy rồi. Lắm luôn. Bữa nay nghe nói mắc lại rồi. Mua mắc hả cha? Hả mẹ ngon nó mua bán nước ép đó cha. À, người ta đem tới kho người ta bán á, có 500 ngàn tí rồi. Có người cho luôn. Rồi có chỗ ấy giữ dự trữ là mừng rồi đó. Ở bên sau nhà mình là tím hồng. Tím hồng hình như không mua luôn hả chị Hương? Không, ngon nó không mua tím hồng luôn. Cái miếng là chỗ rồi, cha thấy quay cho có cái miếng hồng. Tím hồng có mua ngoài hồng, mà đa số là... Rồi tím hồng hả? Tím hồng. Tím hồng cái đó là không mua luôn á. Mọc ngay luôn không? Mọc á. Ừ. Bỏ tủ lạnh là lại mà cái nhỏ nhỏ này nè. Cha để đây cha đặt còn đầy quá cho. Tím hồng là ngọt ngay luôn á. Rau là không ăn rau đi quá trời trộn vô. Bữa hổm chị đi chị đặt cái vườn kia Đài Loan quá. Chị nói không có đi lên trên chị Trang sao hả? Rồi mốt quá chị gặp hái thì em gửi. Em gửi người lên. Ảnh không Mỹ á. Em gửi người đem lên. Ủa làm sao chị Trang thích hả? Chị Trang thích ăn thanh long Đài Loan mà trái như cái banh vậy. Chị nói đẹp và ngọt. Chị thường chị chưng xong rồi chị ăn. Nên em dặn chị Hương kiếm cho em, em gửi cho chị. Chị đâu biết đâu, chị tưởng không đi rồi, không có gửi lên được. Có, bữa hổm đi xuống gần Mỹ. Em có người gửi. Mai mốt chị có đi xuống dưới này chị xin cho. Ở vườn chị nói đẹp nữa. Ở vườn á, trời nó chín lên nó đỏ rực luôn á. Nó ăn ngọt, mà xấu xí vậy chứ ăn ngọt lắm. Cha chấm ít ít là cà cha. Ở trên ngay chỗ tiệm Lý có đó chú Chính. Ừ, có ấy rồi, phá rồi. Có hả? Ừ, nó cái này ngon ha, ăn thơm mùi mật ha. Ừ, nãy chị ăn thử. Cái này mua nóng mùi chai ngon ha. Cái đầu thử coi. Thơm mùi mật. Chị ăn thử rồi mà chưa? Đó, nó ăn này là ăn cái viên. Bữa giờ cha có bán được tặng nào không? Không, bán đợt đó từ nay luôn. Rẻ lặt bỏ hết nghe, rẻ lặt bỏ ráo rồi, đâu có đợt này nó đụng nó mới ra quá trời kìa. Nụ nó mới ra hà, chị là cho lấy rồi. Mùa ha, làm sao cha? Mùa kỳ này trúng á, đợt tới kỳ này nằm giá cũng 20 á. Rồi cha chuẩn bị đeo có tính gì thì nghĩ trước đi. Cha có là thanh long. Ừ, tính gì trước đi. Nói lớn lớn lên, nói gì cho hậu không vậy? Cha hơn thiệt luôn á. Chị Hương nói cha hơn hả, thanh long cha có là có giá. Thì hổm được đợt tấn mấy á, bán cũng được mấy ngàn ký. Rồi tới nay luôn. Vậy cái đợt đi thân thiết là khác nữa hả cha? Thiệt quá. Tới nay luôn. Đợt đó là con nó về một lần nữa mà. Ừ. Có mấy trái à? Lần đó. Sao ít. Còn mấy trái. Cá viên này ngon quá. Cha chấm ít thôi, con nói thế nào cha cũng nổ rái à. Con ăn còn thấy cay á. Chị không thấy cay à? Em cũng vậy hả? Ừ. Ngon quá. Lâu quá rồi. Cái nước này niêm ngon. Hôm nay hơn nửa tháng là mới gặp lại ăn vậy hả? Hơn nửa tháng rồi. Cả nhà hỏi quá trời. Cha con định lệnh minh tiền cho. Thấy à. Lúc tàn đâu, hỏi lúc tàn đâu tiền. À, anh Tâm nó bé còn đã quá ha. Nó cưng ha. Ừ. Giống mì nó ha. Nó cưng ghê á. Này dám chanh này giống cái nửa tháng không ta? À
sao cái tô này ra nóng giả man vậy trời. Trai hai gái bà. Trai. Mà sao nít nhìn là thấy cưng à. Cưng xỉu thấy... luôn ha. Này bò ăn nó thích lắm á ta. Bò nó phái đồ bà chính nấu lắm. Rồi, để hôm về ra ăn một tô cơm luôn. Thiệt. Chắc phải gạo hả chị Hương? Ừ. Phải ăn gạo dẻo. Ừ, cậu xảo không ăn gạo dẻo nó không thích á. Làm như có nước cá mà không kho nó ngon. Mà thấy món Mỹ cũng ăn á. Ừ, kho làm nó ngon, là nó ăn cơm nó thích là gì á. Bữa ra ăn nước cá kho, trời ơi, nó ăn cơm. Ngon quá à. Cái gì? Tổ mực riêng này ngon. Mốt rồi nó đậu được. Cái này mua mắc không? Mắc không? Không mấy ngàn được á. Hai mấy ngàn hả? Trời, vậy là mai mốt có cái này là bồ viên ế rồi. Tính ra mấy ngàn cũng rẻ chứ bộ nãy chị thấy một bịch nhiều ghê luôn á. Mùi chai em cũng ngon. Sợ đăng clip mấy ngày mọi người hỏi. Đặt đặt về đây quay với cha đi. Nãy giờ em ăn mực chiên em bỏ gà luôn. Đất ở đây cha trồng dưa hấu con thấy tốt quá cha. Mốt mình trồng dưa hấu bán luôn cha. Được không cha? Hương thanh long không? Hương thanh long cha. Ít thịt vậy có ăn với tầm nhiều không ăn. Mình đâu có biết bí thật. Cha cây mít sao chết hả cha? Thôi đó, cái đồ phải chết. Mình đâu biết bí thật ta chụp thuốc để đứa phân còn mình. Em còn mấy bộ phân bỏ nhiều ngao rồi, ngông nhiều vậy cho mà có ăn à. Thôi mày của bác ba không đàn nó xíu à. Dạ biết đạt hết chưa? Rồi hết rồi. Ủa hết luôn anh hả? Nó vàng. Ồ, không biết giờ làm món gì. À, tại bữa nay dưa hấu nó lên hàng hà luôn á. Mưa ha cha ha. Tại con nghĩ chắc mùa mưa nó không ngọt bằng mùa nắng quá. À, đúng rồi, mưa nó nước nó đầy đủ. Với hổm trà tầm dưa lê nay lên hà luôn á. Lên tốt chứ không bằng. Tại mưa. Mốt có dưa lê không? Dưa lê. Vô nhà mình trồng gì cũng tốt hết. Cha trồng hành đi, hành 60-70 ngàn ký cha. Rồi trồng. Sáng này con mua 60 ngàn, 60-70 ngàn trong sang hà. Đi xuống dưới cổ đò mua có trong rau sống đi em rau sống 70 ngàn. Em mua có một nhúm hành à, mà 70 ngàn á. Như cái cọng cải 60 ngàn mấy đó. Cải em trồng sạch nhưng sao bị hành nó mắc bị nước mặn, mấy cái vùng kia nước nó mặn đâu có mà hỏi mày con thấy an toàn là hành Đà Lạt không à. Rau quá trời rồi, vớt rau là ăn đi bỏ khác luôn con quá. Đổ mồ hôi luôn á. Nãy quên lấy khăn giấy ra. Ừ. Có ăn không vậy? Quá ngủ. Lâu lâu ăn. Như là lâu lắm mà mình mới ăn quay trở lại gà đây á. Nóng thịt mát. Một câu nè. Chắc chưa? Nè chắc ơi, chắc được. Ăn ơi. Thôi ăn đi. Không nghĩ hả? Không em ra đâu. Caramel là mẹ. Nóng quá. Mẹ bữa nay tập tành làm caramel. Núm rơm mà người ta cũng trồng hết à? Núm rơm giờ cái trồng nữa. Núm rơm trồng không chứ đâu có, giờ ta trồng không. Giờ giống như ta trồng. Trồng cái trồng bụi rơm. Đúng rồi. Còn bây giờ là người giờ ta trồng thuốc hết. Ở trong cái gì? Ở trong cũng rơm luôn nhà luôn. Cái đó là nhà là trồng nấm bầu ngư nha, còn nằm rơm là trồng ngoài nha. Là nó để hàng dài vậy nè. Họ nói trồng rơm. Chị biết làm á. Để hàng dài luôn á. Nó có thuốc gì á. Con mới làm á. Mình xé meo cái mình để đúng cái rồi. Mình quấn mình làm hàng đẹp lắm. Trời ơi, cái chị nói trong nhà là nấm bầu ngư á. Cái chừng mà nó chịu có một cái nó lên hết vỏ thì em đi đứt trọng á, cái meo đó vô nguyên cái nhà nấm luôn á. Về luôn á. Mà xưa đập lúa người ta làm cây rơm á cha, trời mưa xuống cái là con ra con mót à. Hồi xưa nhà mình có cây rơm bên đây em thuộc à. Biết sao nó mục. Em tẹo với em chơi á, nó mục. Bỏ rau vô. Ê, đó là nhà có cây rơm để cho bò ăn. Chết rồi, cay quá. Cũng chấm nữa. Dở rồi, bữa nay ăn cay dở hơn chị vậy. Dở vậy ta. Ăn cay nhiều quá. Em chấm được mà ta. Ở đây chị chấm, chị cũng chấm nè. Dạ, mà cay là bớt đi, ăn nó nóng như lắm.
Trời, chứ mấy bữa nào mà cho ăn lỡ cay vô cái bụng nóng biết luôn. Trời, cho bị đau tử á. Ừ, nóng biết cái bụng. Có bữa nào mà ăn cái bữa mà mẹ ăn một cái đổ rồi thôi, tại mình ăn nợ đá nợ mà mình ăn nóng à. Mỗi bữa tôi phở không sắc cái xanh nó bỏ vô, trời đó, tôi quốc tưởng là tôi muốn quốc một cái nên nó đem vô lấy nước đá ngậm luôn. Món ở nhà là có sữa, cho uống sữa nhớ vô lấy nước đá ra ngậm luôn. Trời ơi, tưởng đâu tôi cái rau tôi hài thôi, ai ăn gì ăn, mình ăn cục mực chiên cho nó đã thôi. Okay. Bọt ăn có mực chiên bỏ gà luôn. Mẹ ra gà hế gà luôn. Nãy giờ thấy gà còn nhóc luôn. Mẹ sợ gà, ủa cha, cha sợ gà không đủ cả nhà. Ê à. Cha tính đòi mận con gà ri nữa mà không chịu. Ủa gà ri cha làm món gì? Để lại rồi. Để lại cho mai nhà mẹ nấu nghe. Tôi nói nấu canh đu đủ ngon lắm đó cha. Ừ. Ngon mướp cũng ngon. Mướp mắc quá. Trời ơi. Nói mới nhớ hồi sáng mẹ mua 5 cái ổ qua ba mấy ngàn tin không? Trời ơi. Tôi đòi ăn luôn rồi, mắc lắm. Mời cả nhà nha, ăn thử con tu hài. Này này, chân bo phải không? Mực á. Ngon, con còn thái mà đó. Bo mê rồi. Cái đó làm như mì nó ăn được. Ở đóng hết rồi hả mẹ? Thử rồi cả nhà. Dạ, ở đây cũng hết luôn rồi ta. Nãy em kia chị Hương múc trước cho nó không chịu. Ngon không? Ủa anh không ăn lấy nữa hả? Ăn trước. Sao nãy nói ăn dữ lắm mà. Ngon. Này mình nhai chắc khoảng tới trung thu quá cả nhà. Gì bộ dài lắm hả? Nhai chắc tới trung thu. Tết thiếu nhi. Xạo quá nha. Nó dai bà cố luôn. Con đó nhỏ lớn mới biết á. Quá dài. Ngon thiệt luôn rồi. Nước nó ngọt quá trời. Thôi clip đến đây là xin tạm dừng nha cả nhà ơi. Bây giờ lại và cả gia đình sẽ cùng nhau ăn hết cái lẩu này. Bây giờ clip thì khá dài rồi, để xin tạm dừng và hẹn lại nha. Bye bye mọi người. Chào cả nhà.